Hello, chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ok, như vậy là mình có được một cây MP40 đây rồi nhá. Ủa, vãi, chạy đi em ơi. Ủa, thế mà nó cũng chạy được anh em ơi, tí nữa thì ăn được nó. Hoài thế nhở. Xin chào mọi người đây. Vả nó luôn, mày chạy làm sao nổi hả em ơi. Ok, như vậy thì Kẹo đã có được một kill đầu tiên luôn. Rồi nha anh em. Đây thì mình sẽ qua mình lượm xác nó luôn này. Tên tên. Uầy, công nhận là đồ nó cũng ngon phết luôn anh em. Nhưng mà có một điều đó là mình còn chưa có ba lô nữa cơ. Nhanh tay xem như nào kiếm thêm cái ba lô anh em ơi. Có ba lô thì mới lượm được nhiều đồ, chứ còn là không có ba lô thì chán lắm mọi người ơi. Đây rồi, lượn lờ qua đây xíu nào. Ây, ba lô chưa có lấy gì chơi đây. Hôm nay thì cơ bản là mình khá là thích mặc cái bộ trang phục này. Đấy, bộ trang phục mà trông kiểu anh em thấy sợ không ạ? Mặc thế này địch nó mới sợ đúng không nhở? Tóc trắng thì trắng như tóc của Kẹo luôn. Let's go nào. Hello hello. Ở đây thì không biết là có ai không nhở? Kẹo chưa thấy ai cả. Mà mọi người ơi, nếu như mà các bạn thấy video của Kẹo hay thì các bạn đừng quên là nhấn nút like và chia sẻ cho video nhé. Ba lô ba luôn đây nè. Anh em thấy ổn chưa? Quá là ổn át luôn nhá. Ui, ra đây em, slow đi em. Mày chạy đâu hả? Qua đây hả? À đủ, kinh phết nhở, đừng đùa lên anh em ơi. Mày làm sao? Cho anh đạn shotgun M1887 bây giờ. Ui, vãi nhờ. Này, tuổi gì? Ui, dựng nó keo ghê đấy. Ok luôn. Vậy là thanh niên thứ hai lên bảng đếm số. Và đây lúc này mọi người ơi, hiện tại thì mình đã đổi qua combo súng, đó là shotgun M1887. Với lại chúng ta có MP40 nữa. Thì đây nó sẽ là một combo súng siêu dị mà Kẹo thích chơi luôn anh em thấy không ạ? Rất là ít người mà lựa chọn cái combo súng này. Nhưng đối với Kẹo anh em, hôm nay chơi combo súng này đi. Với lại thì mình sẽ luyện tập chơi combo súng như kiểu là shotgun M1887 này, áp dụng thêm một cây súng tiểu liên nữa, ví dụ như là P90 chẳng hạn. Đó, thì mình đang luyện tập cái khả năng như vậy anh em ơi. Thế mới ngầu chứ nhở? Chứ còn anh em mà chơi một súng trường, một súng shotgun, hay là một súng trường, một súng tiểu liên, hay là anh em chơi kết hợp với cây súng A-dup thì nó quá là điều bình thường. Còn hôm nay đây, combo súng dị đây, shotgun M1887 kết hợp với lại MP40 này. Combo súng này mà win top 1 nó mới ngầu anh em. Anh em công nhận thế không? Rồi nhá, phải nói là anh em trong trận đấu này thì các bạn ấy kill nhau rất là nhanh. Tầm này thì còn lại 21 đứa này. Mình thì đang đợi bom nó rơi xong thôi anh em ơi. Ngay vùng đen G, thế nên là cũng không dám ra ngoài. Ok, ra đây anh em ơi, ăn cái nâng giáp nhở. Rồi nhá, chuẩn bị là có giáp 4 nha. Vâng, phải nói thì lúc này mình đã có được một cái combo vô cùng là xịn sò. Chúng ta có mũ 3 này, giáp chống nổ này, ba lô 3 này. Rồi nha anh em, thấy ngon không ạ? Một combo gọi là combo full giáp luôn anh em nhở. À mà quên, anh em thấy không ạ? Tầm này thì phải nâng lên cái giáp trắng nữa nó mới gấu. Uầy, thằng nào đây? Phải hàng. Cơ bản thì cái combo súng mà Kẹo đang dùng thì nó chỉ bắn gần thôi anh em ơi. Thế nên là các bạn sẽ phải tiếp cận mục tiêu khi mà kill địch, nó sẽ dễ hơn. Bên này phải không nhở? À không phải anh em ơi. Không hiểu sao thì mình lại nhầm nó với cái bụi cây được nhở. Đúng là ngáo quá rồi anh em ơi. Hát liệu đi. Hello hello bạn ơi. Ơ, chỗ này không có à? Thế thì nó đâu vậy? Vãi thật. Thằng này công nhận là chạy nhanh quá cơ anh em ơi. Có thể là thằng bé lên tầng rồi cơ. Tôi kệ vậy. À đây à? Ủi, ủi. Này, chạy nổi không em? Làm sao đấy? Chạy nổi không em? Ủi, vãi luôn, phía sau có người luôn. Căng cực luôn anh em ơi, anh em đừng đùa pha này. Vãi, không ngờ luôn phía sau có người. Anh em ơi, dã man thế. Thôi thì mình chắc là đứng tạm đây thôi. Ủi, xong. Hên quá nhở. Xong luôn, thằng bé ăn luôn viên đạn shotgun M1887 và lên đường. Kẹo ngồi đây bơm máu. Và thật sự là ngồi đây bơm máu thì mình vẫn khá là sợ luôn. Sợ cho nó bắn cho thì đúng là xanh mộ này. Ok ok, đây, phun cái máu rồi. Giáp mũ đã còn mới nguyên luôn. Thế này thì lo gì nữa hả? Nào, qua đây. Thằng nào vừa bắn anh, qua đây solo này. Anh lại ngại chú cả. À đây rồi, đây rồi, đây rồi. Xong này, láo à? Sao? Đấy, láo với Kẹo là không có được đâu nha anh em. Quá là ngon luôn. Và lúc này chúng ta có được 4 kill. Ok. Hôm nay thì vẫn như mọi ngày,
kiếm tầm khoảng là 10 kill top 1 cho nó tròn anh em nhờ. Đây rồi, và chúng ta đã có thêm được bom keo nhá. Đó, bom keo thì nó là một lợi thế luôn. Và nếu như là trong một trận đấu mà anh em không có bom keo thì nó vô cùng bất lợi. Ủa ấy, xuống xe, nhanh, đã bảo xuống xe rồi cơ mà. Mày tính khoe xe ở đây à? Hả? Slow em, tính khoe xe ở đây à? Nào làm sao? Ui, kẹo bắn pha này hơi ngáo tí anh em ơi. Ủa ấy, và ai? Nó xuống rồi à? Phải hào này, vỡ đầu, sao? Anh lại ngại chú quá cơ. Cơ bản là thanh niên này thích khoe xe cơ, nên là mình cho nó lên bảng điểm số là đúng rồi. Ủa ơi, tầm này thì thêm một thằng phía dưới nữa, anh em thì căng không? Lên xe tạm cái đã. Phải hả? Sợ mấy ông quá, phía sau lại có người. Thế luôn anh em ơi, chơi game toàn bị quay kiểu này thì khả năng mình thăng thiên sớm. Nhưng mà thôi, mình sẽ cố gắng hết sức luôn anh em. Anh em yên tâm ở kẹo nhá. Và ai nhở, vừa kêu xong thằng kia đã có thưởng bắn vào đi rồi. Láo nháo thế đây à? Ăn lựu đi em ơi. Chạy đi em. Chạy nổi không? Mày láo với tao đấy à? À đủ, làm sao đấy hả? Làm sao? À dựng con keo à? Hay lắm. Ok. Dựng con keo này, xong luôn. Dựng bom keo với kẹo đấy à? Hơi nhầm nhờ anh em nhờ. Nhưng mà không sao đấy. Ngon, 6 kill rồi. Mất máu liên tục và cuốn máu liên tục luôn. Không sao, mình sẽ cuốn phun máu để tự tin và tiếp tục chiến game thôi. Hôm nay nhất định là sẽ kiếm được top 1 luôn nhá. Anh em dự đoán xem là hôm nay thì tôi sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội lấy được top 1. Uầy, và ai? Lại phía sau có người. Phải nói là lúc nãy thì mình đã nhanh tay khi mà lượm được thêm mấy quả bóng keo. Rồi, chỗ nào? Qua đây solo với anh này. Nào bạn ơi, qua đây solo này. Mình lại ngại bạn quá cơ. Test thôi anh em ơi. Hình như là nó sau tảng đá thật. Hóng coi. Đây anh em ơi. Chạy qua đây. Xuống dưới cho nó lành, khổ lắm cơ. Bây giờ đơn giản thì anh em ơi, tôi mà không đứng kỹ anh em bao vây tôi. Vãi. Này, chạy đâu hả? Ủa ơi, chạy nha anh em. À, dựng một keo à? Hay quá nhở. Thế thì ăn no lựu đi em ơi. Ăn lựu nè, có lên bảng không đây? Ủa ơi. À, dựng bóng keo kiểu này cơ. Được. Hay quá nhở. Xong. Tự chết vì lựu của mình. Óc chó vãi anh em. Ủa ơi, vãi hả. Gặp thằng này. Láo vãi luôn anh em ơi. Mình không ngờ là nó ngồi phía sau luôn anh em ơi. Thằng bé ngồi yên như không có chuyện gì xảy ra. Lúc nãy đơn giản mình kêu thằng kia mà. Láo quá anh em ạ. Thật luôn. Đôi khi là cuộc sống đầy dẫy những cái bất ngờ. Kinh chưa. Ui, trận đấu này không đơn giản một chút nào luôn anh em ơi. Gặp toàn mấy anh em gọi là tay to, anh em chơi chiến thuật đầy đủ. Thôi được rồi, không sao. Với combo súng dị thế này thì kẹo vẫn cân tốt luôn, lo gì. Cơ bản là dân chơi nó phải khác dân thường đúng không anh em? Anh em thấy không ạ? Combo súng siêu dị luôn. MP40 kết hợp với shotgun M1887. Quá là đẳng cấp anh em nhỉ. Thật ra thì hai cái súng bắn gần thế này thì nó cũng có ưu điểm và những cái nhược điểm. Ví dụ như là nhược điểm thì anh em sẽ không thể bắn tầm trung và tầm xa nó tốt được. Nhưng mà bắn gần thì khá là ok. Bởi vì là anh em ơi, MP40 thì bắn rất nhanh và anh em có thể là kéo tâm vô tư. Còn shotgun M1887 tuy có hai viên nhưng lượng sát thương cực khủng luôn anh em. Tức là bạn kết hợp hợp lý giữa hai cái súng này trong từng phát bắn thì rất là dễ để ăn. Ui, và ai thế tông thằng kia mà nó bị hạ vì bo. Mất một kill. Đậu xanh đáng lẽ là phải có 8 kill rồi cơ. Và ai thật. Chán quá anh em nhở. Ok, thôi được rồi. Lỗ mất một kill. Đáng lẽ là 8 kill rồi cơ. Cay game thật, rõ ràng mình tông nó mà. Khổ ghê á. Được rồi anh em ơi, lên xe nào. Let's go. Tầm này thì chúng ta vào tạm trong bo cái đã. Hiện tại thì bo vẫn đang thu lại rồi nha anh em. Bo này thì nó không gắt lắm nên là anh em cứ từ từ mà chạy vào thôi. Có xe nữa mà lo gì. Tầm này thì lái xe thẳng lên trên cánh đồng đi kiếm người thôi. Đây, vừa chạy vừa cuốn máu luôn. Đầy máu thì lúc nào anh em cũng sẽ tự tin anh em chơi game và rất là dễ lấy top 1 nhá. Nhiều khi là anh em chơi game với nhau chỉ hơn thua một vài máu mà anh em đai cơ. Thì điều đấy vô cùng là tiếc luôn. Uầy, ok. Có thêm được một trái bóng keo nha. 9 trái bóng keo luôn anh em, thấy đủ chưa? Tha hồ để mà săn mạng nha anh em. Cơ bản thì với những cái quả bóng keo thế này, chúng ta có thể là dựng rào chắn khi mà bị bắn bất ngờ. Khá là ngon nhờ. Let's go. 6 thằng nữa hóng thôi. Uầy, à đâu, kẹo hơi nhầm. Giờ vẫn còn 7 đứa này. Ngáo thế, sorry anh em, hôm nay mình hơi ngáo tí. Rồi nha anh em ơi, còn 7 thằng này.
lái xe đi tìm các bạn luôn. Hello hello các bạn ơi, mình chạy xe mình đi đón các bạn này. Đùa giỡn xíu, thế nào vào xe xúc nó luôn anh em ạ. Xe của anh đứa nào dám vào? À đây à, ui vãi, chiến thuật thế. Nó tính đánh là hướng mình anh em ơi. Lúc mình gần chạy vào nó mới đổi hướng. Được, thông minh. Ui, 17 máu này. Vãi, yes. Thằng bé chết vì lịu luôn. Tuổi gì, ok. Nghĩ gì đòi sơi kẹo cơ. Không sao, đây tôi quấn phun máu đã. Mình lại ngại các bạn quá nhờ. Dăm ba thằng rơm rơm này. Rồi nha anh em ơi, lên xe. Một điều quan trọng đó là đây. Vào lại xe và chúng ta quấn máu đã. Ok, mình thấy là giáp hơi nát nên là xem sửa giáp luôn. Cực kỳ là ngon nghẻ này. 5 thằng nữa anh em ơi. Hóng thế nào và chớp lấy cơ hội top 1 thế nào. Hello hello các bạn ơi. Ủa ơi, chắc là anh em lại đưa nhau đi trốn rồi phải không nào. Tầm này thì kẹo chạy loanh qua loanh quanh thì không có thể ai cả. Hello hello mọi người. Vắng quá rồi đây anh em. À đi rồi. Ủa ơi, Làm sao em ơi. Ui vãi. Bo thu tầm này là hơi bị căng luôn nha anh em ơi. Phải nói là bo thu rất căng luôn. Thôi anh em ơi, ra xe cho nó lành. Ủa ơi, gì đấy, ghê vậy. Ui ghê vậy. 20 máu này. Vai hả anh em ơi. Nhanh không đai. Ủa ơi. Sợ thật. Pha đấy là mình chạy xuống đấy hơi liều. May, khá là hên anh em. Tầm này là kẹo chưa đai luôn. Đai làm sao được. Ở trên có người nhá. Lên trên vả thằng phía trên trước cái đã. Đây rồi. Làm sao, chạy đâu. Ui, xong nổ luôn xe. Yes, 9 kill. Hello. Xem là còn thằng nào ở dưới không anh em ơi. Khá là khó thấy và để mình tranh thủ rút đồ cái đã. Ok, thêm được một trái bông keo nữa. Ngon. Vâng, và chúng ta có 7 trái bông keo này. Tầm này thì chạy xuống nó cũng khá là nguy hiểm. Đơn giản thì khu này nó là một khu vô cùng là trống trải luôn. Nhưng mà không sao, có 7 trái bông keo mà anh em lo gì. Tầm này chỉ còn lại có 3 người chơi nữa thôi anh em ơi. Wow, cơ hội top 1 đang đến rất là gần với kẹo là 25%. Phóng thế nào. Hello. Ngoài này thì có ai không đây anh em ơi. Với combo súng dị này, shotgun M1887, MP40 anh em ơi. Anh em nghĩ xem top 1 không nhỉ. Kẹo sẽ cố lấy top 1 luôn nhá. Hello. Tầm này thì mình đã chạy qua đây rồi nhưng mà vẫn chưa thấy ai luôn. Căng phết nhở. Cậu ông lại trốn hết rồi đúng không. Ui, vãi hả. Ui, vãi. Đùa nhau. Đùa gì. Ây, sợ quá. Không, anh lại sợ chủ quá nhở. Ok, 10 kill rồi, một con số vô cùng là tròn trĩnh rồi anh em ơi. Có lẽ 2 thằng nữa. Nếu mà clear được nốt 2 thằng này, chúng ta có 12 kill luôn. Ui, ngon phết nhở. Cố gắng thôi anh em. Vâng, và các bạn thấy không ạ, bo đã thu lại rất là nhỏ luôn. Và mình thì vẫn chưa nhìn ra được vị trí của 2 đứa còn lại đâu. Thôi thì có lẽ là chúng ta sẽ lựa chọn một cái chỗ nào đấy an toàn. Đây, ví dụ như là mình có thể là qua sau con xe này chẳng hạn này đấy. Ngồi đây. Hóng thôi anh em ơi, chờ cho nó qua. Rồi, 2 thằng nữa thôi. Ui, sắp tung 1 rồi, phê quá anh em ơi. Hóng nào. Đây thì mình vẫn đang khá là gần bo và anh em có thể là tôi di chuyển cực kỳ dễ dàng luôn. Tầm này thì không lo. Chờ thôi anh em ơi. Chờ 2 thằng kia nó lộ vị trí thì mình quất luôn, lo gì. Hóng anh em. Đây. Vâng, như vậy thì là anh em ơi, chuẩn bị là di chuyển thôi đây. Đứng tạm đây nhá. Hóng nào. Hai thanh niên cuối cùng nào. Hóng thôi anh em. Vẫn chưa thấy ai cả. Ui, bo đang thu lại khá là sát rồi các bạn ơi. Thế này mình đi đâu đây. Chắc là qua tạm gốc dừa đi anh em ơi. Đây, đứng tạm đây thôi. Hóng. Rút nha anh em. Ui, chỗ kia có người luôn. Dựa bông keo cái làm gì căng. Ok. Nào, qua đây em ơi. À, thằng bé sau căn nhà gỗ nhá. Tầm này thì mình đã phun máu rồi. Qua đây em ơi. Ủa ơi, làm gì nhau đấy. Tuổi gì. Xong luôn. Anh em ơi, thằng cuối rồi trận đấu 1v1 giữa mình và thanh niên cuối cùng đây. Anh em ơi, hóng nào. 50% cơ hội top 1 luôn. Anh em đặt cược đi. Ây, chắc là thằng cuối nó chỉ ở xung quanh căn nhà kia thôi. Tôi thề luôn anh em ơi. Có thể là nó sau nhà luôn. Hoặc là trong nhà. Hóng nào. Qua đây solo em ơi. Nào. Chưa thấy luôn anh em ơi. Đây này, ở đây, đùa nhau. Tưởng gì, ăn lựu chóa đi em ơi. Các bạn là tầm này thì mình hết lựu đạn rồi. Có mỗi lựu chóa, ném đại mà. Nào, qua đây. Qua đây solo em ơi, này, tuổi gì. Này, yes. Ngon lành, wow. Bò nhà anh em mình ngon quá nhở.
Anh em ơi, các bạn nhớ like video và chia sẻ video kẹo nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye anh em.